rất là ngạc nhiên về cái quyết định của ông Trường, bộ trưởng ấy. Thì bây giờ bọn em đi đá bóng thì bây giờ nghe tin đấy thì rất là buồn. Thứ hai là cũng mất đi cái nguồn để mình có thể giúp đỡ gia đình ấy. Thì bây giờ tự nhiên đang đá thì nghỉ phát thì gia đình cũng lo lắng, không biết là mình về phải làm việc công việc gì bây giờ. Thứ hai, các đội bóng có nhận anh em. Như vậy là thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam Phạm Văn Quyến đã quyết định dừng lại sự nghiệp đầy thăng trầm của mình vào ngày 19 tháng 4 năm 2014. Nói đến Văn Quyến, chắc chắn không thể không bắt đầu bằng giải đấu đầu tiên đưa tên tuổi của anh đến với công chúng. Đó là vòng chung kết U16 châu Á năm 2000 trên sân Chi Lăng. Chàng tiền đạo mang áo số 10 với vóc dáng nhỏ bé của đội tuyển U16 Việt Nam đã chinh phục trái tim của tất cả những ai theo dõi giải đấu này với màn trình diễn đầy thuyết phục, những pha xử lý tinh quái, những bàn thắng đẹp mắt. Trong đó phải kể đến cú đá phạt tuyệt đẹp trong trận gặp U16 Trung Quốc. Kể từ đây, bóng đá Việt Nam bắt đầu kỳ vọng vào một ngôi sao, chờ ngày tỏa sáng. Và thực sự, những gì diễn ra sau đó với hàng loạt giải đấu, các pha làm bàn hay những pha đi bóng không tưởng của mình, Quyến đã khiến cả triệu người hâm mộ ngây ngất. Tại vòng loại Asian Cup 2004, Quyến có pha lập công để đời vào lưới U23 Hàn Quốc trong chiến thắng lịch sử 1-0 của U23 Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, chàng tiền đạo xứ Nghệ còn tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 22 trong màu áo U23 Việt Nam với những bàn thắng quan trọng, trong đó có siêu phẩm vào lưới U23 Thái Lan làm nổ tung cầu trường sân vận động Mỹ Đình. Trước, ở độ tuổi đôi mươi, Quyến đã có tất cả, tiền bạc và danh vọng. Thế nhưng, khi mà sự nghiệp của cậu bé vàng mới chỉ bắt đầu bước vào thời kỳ vàng son, biến cố lớn đã xảy ra, khi tài năng của đôi chân đã không thể cứu được cái đầu thiếu suy nghĩ. SEA Games 23 năm 2005 trên đất Philippines như một khúc cua nghiệt ngã của cuộc đời. Vụ dàn xếp trận đấu với U23 Myanmar tại Bacolod bị phanh phui, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam vướng vào vòng lao lý và nhận án treo giò 4 năm. Được trở lại sân cỏ vào năm 2009 trong màu áo đội bóng quê hương, vẫn nhận được sự quan tâm lớn cũng như sự kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ. Nhưng cuối cùng, Quyến mãi vẫn chỉ là cái bóng của chính mình. Cho dù có những lúc tưởng chừng như Quyến đã tìm lại được cảm hứng ngày nào, thì đó cũng chỉ là một phút lóe sáng, không hơn không kém. Sự thực là Quyến đã không bao giờ tìm lại được đẳng cấp của mình. Mùa giải thứ hai của Văn Quyến tại Xi Măng Giờ Vít Sai Ninh Bình, nỗi ám ảnh với những người hâm mộ Quyến lại ùa về khi đội bóng của anh bị phanh phui dàn xếp tỷ số tại AFC Cup. Quyến không có tên nhưng anh cũng nằm trong số những cầu thủ bị cơ quan điều tra triệu tập. Ngày Quyến quyết định giải nghệ cũng là những ngày mà bản thân cầu thủ này đang đối mặt với rất nhiều câu chuyện rắc rối như gần chục năm trước, và thời điểm kết thúc sự nghiệp như là trốn chạy ấy của Văn Quyến nghe thật cay đắng. Dừng cuộc chơi ở tư thế như vậy, rõ ràng đối với một cầu thủ, con người như Quyến thật buồn và chẳng thể khác được. Chỉ mong rằng nỗi ám ảnh của những ngày đen tối sẽ không trở lại với tiền đạo này, cũng như chúc anh may mắn với cuộc sống mới sau những vinh quang trên sân cỏ. Những hình ảnh nhiều cảm xúc về tiền đạo Phạm Văn Quyến vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vòng quay bóng đá Việt Nam tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình tuần sau.